Nhà thấy thùng quà này đẹp không nè? Bự quá cả nhà ơi. Đây đi. Cái này để nướng khoai tây hay là nướng thịt gì đó bỏ vô nướng rất là tiện luôn. Rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Có cả cây gấp luôn cả nhà. Ra không có sợ nóng nha cả nhà. Đó, tiện ơi là tiện luôn đó. Có đầy đủ luôn đại gia đình ơi. Quyển sách nữa để tha hồ mà đọc ha, đọc hết cái này là mình cũng biết sử dụng như thế nào. Ở trong đây đó cả nhà. Còn cái cây này nữa nè. Đó. Cái cây này nè, kéo nó ra nè. Rất là tiện luôn cả nhà. Đây nè, khoai tây cũ đó cả nhà. Khoai tây cũ nướng ở trong đây cũng được nữa. Đó cả nhà. Rất là đẹp.
kiện đúng không? Mình cảm ơn đại gia đình thân thương, cảm ơn các bạn đã đồng hành với kênh Blue Mơ Cuộc Sống Mơ Đức của mình. Đại gia đình yêu ơi, nếu cả nhà thích kênh Blue Mơ, cả nhà nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ cho mình với nha, để mình có nhiều động lực làm nhiều video hay nè cho đại gia đình mình. Chúc các bạn mình cùng xem nhé. Năm mới sắp tới rồi thì Blue Mơ cũng xin kính chúc cho ông bà cô chú bác anh chị em và các bạn được dồi dào sức khỏe, được an khang thịnh vượng, được nhiều niềm vui trong cuộc sống nè. Năm nay không được đốt pháo cũng buồn cả nhà, vì Covid á nên nhà nước Đức không có bán pháo, năm nay không có đốt rồi. Mỗi lần thì 28-29 tây là pháo nổ đùng đùng rồi cả nhà. Năm nay im lìm, buồn ơi là buồn. Bây giờ Blue Mơ xin chào và hẹn gặp lại để gia đình thân thương video lần sau nha.